Chào mọi người và chào tháng năm. Hôm nay trời rất là đẹp, mà đây cũng là chủ nhật nữa, cho nên mình sẽ làm một cái video clip hơi dài một chút, nói về xung quanh cuộc sống của mình thôi. Nhớ nhớ đón xem nhé, bye bye. Đây là set đồ mình sẽ mặc trong ngày hôm nay. Giờ mình đã tắm xong rồi đây. Đây là set đồ hôm nay của mình. Giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn. Mình sẽ ăn sáng trước. Đây là đồ ăn. Mình đợi nhiều lắm mọi người. Gì đó? Mày ngồi đây chở gì? Đi bị chở gì? Đây mình sẽ quảng cáo cái món mà mình rất là thích. Ôi này, nó là chai này. Qua đây mình thích ăn cái chai tương ớt này lắm, cực kỳ ngon. Mình còn đang bừa bộn cho nên nó hơi lỡ cỡ lỡ dặn. Này bấm đây, này mất tiền luôn, mất đây vô. Thank you.
mình phải trà mới xong. Bây giờ sẽ, tại vì nó nóng quá nha mọi người, chứ không phải vậy. Mình để đây cái đi. Nóng. Để bên đây. Đó, vậy là xong. Phòng mình vẫn còn hơi bừa bộn, tại vì mình mới dọn được một nửa, mình phải chuyển đồ tùm lum hết á. Đây, cái tủ của mình nó vậy. Để được nhiều đồ ha. Giờ mình sẽ sáng mình sẽ thư giãn một chút xíu, cho nên là mình sẽ mở máy tính lên. Ai à, dạ, khó nhật ta. Mở lên. Ui, máy tính mình nó vui vậy trời. Thôi, hai người nào. Này, đây là tôi. Không có thói quen vừa thư giãn vừa nói chuyện á, cho nên mình sẽ dừng video ở đây một chút xíu. Rồi mình làm việc khác mình sẽ quay tiếp. Bye bye mọi người. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lần kiếp anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ước có nếu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, anh biết phải làm sao. Bây giờ là 2:30, mình sẽ chuẩn bị đi tiệc. Nhưng mà mình sẽ không quay bữa tiệc đó đâu, tại vì đó là một bí mật. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và đầu tháng vui vẻ. Bye bye.